Hello tất cả anh em, cảm ơn em đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Buổi sáng hôm nay các bạn ấy nhường cho mình đi rừng, lần đầu tiên đi mua mình đi rừng. Ôi trời ơi. Mình chưa biết là lên cái gì để đi rừng cho nó dễ đây. Lại tụt xuống danh bạc rồi anh em ạ. À. Một trận thì bị AFK, một trận thì do mình bị ao mạng. Đánh vui thôi. Trận này đi rừng thì sẽ lên đến luôn một nạo đoạn này luôn. Sau lên sách. Ăn bò xanh trước. Phang trừng phạt này. Trừng phạt vào mặt nó này. Hay chưa? Mạng chiến công đầu rồi. Có chết không? May quá, biến về thôi. Level 3 rồi. À lên cái mắt, à lên cái máy quét. Nấm mình thì là thành cái mắt rồi. Tất cả các len bên mình đều ép len sợ chứ. Trừng phạt này. Bắn mù này. Đều ép kinh khủng luôn. Và mình không thể nào mà gan được. Mình cứ bình tĩnh thôi. À bên top đang đang ganh rồi. Sa phan ra ganh. Bắn mù này, trừng phạt này. Lên trừng phạt đấy. Tốt rồi. Rút lui nào. Tốt rồi, mình ăn mạng kìa. Rất tuyệt vời anh em à. 3 đánh 2. Ăn bẫy của đá này. Trừng phạt này. Đặt quả nấm ở đây.
về cái đã anh em ạ. Mình không canh được cơ. Lên mà đã ma pháp lên cái giày. Rồi, tiến lên anh em. Cũng may là lúc nãy mình có cái bùa đỏ, mình kiếm được một mạng. Trừng phạt này. Ôi da vàng. Chiến đấu nào, tăng tốc lên. Tàng hình ném. Ôi té. Thôi mình hy sinh rồi. Tốt thế, ăn mạng kìa. Giết đi. Ăn cả lũ rồi. Tiến lên. Lên mà nào ở đây. Ô, mình ăn mạng. Nhờ cái nấm của mình lúc nãy đặt. Lần đầu tiên mình lấy Timo đi rừng. Bình anh em ra đây ăn ăn rồng nào. Trừng phạt này. Được, hồi lại ít máu. Mình về cái đấy anh em à. Lên được cái gì rồi? Xem một máu đi. À thôi. Lên dây thủy ngân. Chạy cho nó tít. Ok, xong rồi. Ăn làm cua cái đó. Cái kiểm soát dòng thật tốt là được. Ăn được trụ rồi này kia. Lên thẳng mũ đi. Vào đây ăn tí máu. Ăn được mạng kìa anh em. Kiếm được cái gậy quá khổ. Tốt, giết được cả da van.
Ra cái kiếm cái bùa xanh này anh em ơi. Trừng phạt này. Rồi ok. Lên cái này chạy cho nó nhanh. À, cắp, ăn cắp, ăn không cắp. Trừng phạt này. Rồi, đầy máu. Nào thì ăn cua. Cua. Cua tía. Tốt thế nhỉ? À đây đánh khá là tốt luôn. Ganh mít anh em ơi. Để mình ra mình bắt ở đây, không biết có bắt được nổi không. Ôi được lên cái mũ rồi kìa. Nhanh lên, nhanh lên. Trừng phạt, ok, mình ăn được rồi. Ra ăn nào. Rồi. Gần ăn được cái trụ. Về nào, về nào. Tiền thừa thì mình sẽ lên vật lý đi. Lên Mazumu giao điện lên tốc đánh luôn. Làm cho nó nhanh. Giết đi. Chạy đâu. Ôi. Úi rồi, đông thế. Không kịp rồi. Mình mất mạng. Với hai anh hùng xa lộ rồi. Khỏe vậy. Tốt thế. Cả sai đánh tuyệt vời. Trời, lắc cũng tuyệt vời luôn.
rừng sạch sẽ, không còn cái gì với sợ chứ. Chết ra van đi, tự đóng lòng rốt đồng đội luôn. Ui, nó hút mình, hút mình. Ôi trời, mình chết. Xong, đã càn quét xong, mình bị bác man phai hút bù một phát, thế là ra đi các bạn, lấy được hai đường họ thắng luôn rồi. Thắng luôn đi anh em ơi. He he he. Rồi, mình xin kết thúc clip ở đây. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Ra xem mà kết quả like cho anh em ở đây. Rồi, bye bye anh em.